Kinh doanh theo mạng chân chính là gì? Những cái yếu tố sau đây mà Diễm chia sẻ thì giúp cho các bạn nhận diện được công ty kinh doanh theo mạng mà các bạn đang định lựa chọn có chân chính hay là không. Thứ nhất đó là công ty kinh doanh theo mạng phải được đăng ký, thành lập và hoạt động theo đúng pháp luật. Thứ hai đó là công ty kinh doanh theo mạng phải có hàng hóa thật và chất lượng của sản phẩm phải đảm bảo được những cái tiêu chuẩn chất lượng của quốc gia hay là quốc tế. Và thường những cái sản phẩm này là độc đáo và độc quyền và phải được nhà nước cho phép lưu hành. Thứ ba đó là những tư vấn viên khi mà tham gia trở thành đối tác của những cái công ty kinh doanh theo mạng, họ cần phải được ký hợp đồng trở thành tư vấn viên theo đúng pháp luật. Và những cái hàng hóa mà được lưu thông sẽ được trực tiếp từ những cái tư vấn viên đó họ lưu thông. Và những cái tư vấn viên khi mà là đối tác thực sự của những công ty kinh doanh theo mạng chân chính, họ sẽ không có thực hiện cái việc tuyên truyền trái sự thật hay là nó quá tác dụng thần thánh hóa cái công dụng của sản phẩm, cũng giống như là lôi kéo người khác để mà mua hàng hay là kinh doanh. Và một cái dấu hiệu nữa của cái công ty kinh doanh theo mạng chân chính đó là gì? Đó là các bạn sẽ thấy được rằng là tư vấn viên khi mà các bạn mua hàng trực tiếp tại công ty trong vòng 30 ngày, nếu như các bạn không có nhu cầu sử dụng thì các bạn có quyền trả lại công ty, và công ty phải nhận cái điều, phải có trách nhiệm nhận lại cái hàng hóa đó. Và một điều nữa của công ty kinh doanh theo mạng chân chính nữa đó là những cái người tư vấn viên khi mà kinh doanh theo mạng chân chính đó, ngoài cái việc họ được hưởng cái ưu đãi là mua hàng trực tiếp tại công ty với lại cái giá được chiết khấu, và họ có thể bán cái sản phẩm đó cho người tiêu dùng và với cái giá bán lẻ, giá niêm yết, và hưởng cái mức chênh lệch lợi nhuận đó. Ngoài ra họ còn được hưởng một cái phần thu nhập, đó là cái kết quả của cái hoạt động kinh doanh của họ khi mà họ xây dựng lên một cái hệ thống. Những cái tư vấn viên, nhà phân phối cũng giống như là những người khách hàng tiêu dùng bình thường thôi. Và đó là những cái dấu hiệu của công ty kinh doanh theo mạng chân chính. Nếu như mà các bạn nhận thấy được rằng nó không có minh bạch rõ ràng như vậy thì các bạn nên chú ý xem lại. Và có phải rằng các bạn thấy những công ty kinh doanh theo mạng chân chính thì họ hoạt động rất là đúng pháp luật và không hề có một cái rủi ro gì cho tư vấn viên cũng giống như là người tiêu dùng, đúng không ạ?